trên cá cảnh của mình. Đó thì sẵn dịp mình đi nhận những con cá HP Red của mình đó, mình đi chạy ngang nhà trong quán thiếu nhi thì mình thấy có một anh bán cá rất là nhiều đó. Và mình cũng ghé vô mình thăm và mình làm video clip mình giới thiệu cho các bạn rồi đấy. Thì mình có ủng hộ, có thể nói là do điều kiện kinh tế mới vừa mua cá, đặt mua cá xong rồi các bạn cũng biết là do điều kiện kinh tế hạn hẹp cho nên mình chỉ ủng hộ anh được bò bo, tức là mình sử dụng, mình mua thêm một cái cây này cống hút ha, mình mua 10.000 bò bo. Thì hôm nay mình làm video này nhằm chia sẻ với các bạn là cái cách xử lý bò bo, cái cách xử lý bò bo trước khi mà cho cá ăn như thế nào cho nó đảm bảo nha. Thì đâu phải là bò bo bạn mua về là bạn cho cá ăn liền được đâu, các bạn cần phải qua một cái khâu xử lý nhẹ nữa, nó không cực bằng chùm chỉ nhưng mà mình phải xử lý ha. Rồi mời các bạn đi theo mình để theo dõi video nha. Đó, trước mắt các bạn là cái bịch bo bo của mình ha. Cái cách xử lý thì cực kỳ đơn giản luôn, thì ai cũng làm được, không có cái gì gọi là rùm rợn phức tạp hết nha các bạn. Thì cái nước bo bo này nè, đó, cái nước bo bo này là cái nước người ta đựng bo bo sẵn khi mà bạn đi mua ở tiệm cá hoặc là các bạn đi mua ở bất kỳ cái chỗ nào bán bo bo, thì cái nước này là cái nước nguồn nước từ ao bo bo hoặc là từ cái bổng chứa của người ta đem lên. À, thì cái nước này thì chắc chắn là sẽ không đảm bảo rồi nha các bạn. Nước này chắc chắn sẽ không đảm bảo về cái nấm bệnh rồi các kiểu thì có thể là tồn tại trong cái nước này. Mình cũng không xác định được cái nước này nó sẽ như thế nào. Thành ra mình châm vô cái hồ của mình á thì rất là có thể nói là rất là phiêu lưu. À, rất là không đảm bảo cho nên mình sẽ phải lột cái nước này ra hết. Trước tiên là mình sẽ lột, mình lấy bo bo và mình lấy cái thôi, chứ mình không lấy nước. Thì các bạn có thể là ấy ha, các bạn có thể là lấy cái rổ chứa rồi bạn chế bo bo vô, rồi bạn lấy cái giật nhuyễn á, các bạn lột bo bo lại thôi. Như mình vậy nè, như mình, à, chỉ cần lột bo bo lại thôi, chứ cũng không có cái gì mà rắc rối phức tạp hết trơn á. Được, mình lấy bo bo lại thôi. Chỗ này thì mình mua cá phía ngoài, thành ra nó sẽ, ấy. À, cái ấy của mình thì nó hơi nhỏ nha các bạn, cái hũ của mình thì nó hơi nhỏ ra, mình làm nó sẽ hơi cực hơn người ta một chút xíu đó, làm nó hơi cực hơn người ta một chút xíu. Bỏ nước cũ đi, mình vớt mình lấy lại cái bo bo thôi đó. Mình cũng có mua cái Acamia đông lạnh rồi ha, lâu lâu mình cũng sẽ cho cá của mình ăn, nhưng mà sẵn đây mình cho lâu lâu nè. Lâu lắm rồi mình mới cho cá của mình ăn bo bo lại. Tại vì cái nguồn bo bo này phải đi khá là xa mua mới có, chứ không phải là mua là có. Cái chỗ bán cá thì thường thường á, bán cá dạo rồi người ta mới có là dạng bo bo và nuôi cá lâu ngày á. Dạng như mà người ta để cho cá người ta ăn, cái tiệm bán cá người ta ít khi nào người ta lấy bo bo người ta bán lắm. Lý do rất là đơn giản, cái con bo bo này á, nó tồn tại không được lâu nhưng mà bạn vớt lên rồi thì nó sẽ chết, nó sẽ rất là dễ chết đó. Khi mà bạn vớt lên rồi thì nó sẽ rất là dễ chết, nó chết thì hao hụt ha. Các bạn bán thì bạn phải bán đảm bảo bo bo rồi sống chứ đó. Mình bắt đầu là mình rửa cho nó đi hết mấy cái nước cũ. À, cái giò của mình chỉnh nước chảy nhỏ thôi. Rồi các bạn có thể chỉnh nước chảy tùy thích, mình chỉnh nước chảy nhỏ thôi, mình dễ kiểm soát thôi, không có tràn đâu á. Mình rửa cho nó trôi hết mấy cái nước cũ đi, rồi mình sẽ cho nó vô cái hũ này luôn. Bán lẻ có cái chỗ rộng thì bạn nên làm cái hũ rộng hơn. Mình không có cái hũ nào rộng rãnh ở đây hết, thành ra mình không làm được đó. Mình chỉ làm cái hũ nhỏ để tượng trưng cho các bạn thôi nha. Các bạn nên làm ở một cái hũ rộng hơn để mà nó dễ chịu hơn. Xả nước vô mình rửa cho bo bo nó sạch, mình mới ấy được. Trong đây nè, thậm chí các bạn nhìn ở trong đây là nó vẫn còn cặn nè, thấy không? Các bạn thấy vẫn có cặn không? Vẫn có cặn đó, nó cặn rất là nhiều. Làm chắc cũng dài nước như vậy đó các bạn, rửa chừng dài nước như vậy rồi mình mới ấy được. Đó à, ở trong đây nè các bạn nhìn kỹ nó sẽ có cặn rất là nhiều trong đây. À, mình lột kiểu gì đó, mình lột kiểu gì cho nó hết, đơn giản ha. Các bạn chỉ cần để cặn nó lóng ở dưới rồi bạn hớt cái lớp mặt bo bo các bạn sử dụng thôi. À,
bạn chỉ cần hớt cái lớp mặt bo bo bạn sử dụng thôi, chứ không có cần mà cái gì hết. Để cặn nó sau một vài phút nó sẽ lóng xuống dưới đáy hết đó, xong rồi các bạn sẽ hớt lớp mặt bo bo bạn sử dụng. Thêm một cái nữa là các bạn lột được mấy cái con bo bo chết ra khỏi cái ấy luôn, lột được mấy cái con bo bo chết ra khỏi cái bịch bo bo của các bạn luôn. Tại vì bo bo chết thì cá ăn vẫn được chứ không phải không được nha. Bo bo đông lạnh cá ăn được mà, không lẽ bo bo chết này cá ăn không được. Nhưng mà nếu mà cá các bạn còn sót rồi á, hoặc là những cái con bo bo mà chết lâu á, thì nó sẽ có thể nói là nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái hệ tiêu hóa của con cá của bạn là cái thứ nhất. Đụng mấy cái yếu yếu ăn vô thì nó sẽ không tiêu, hoặc là nó sẽ đắng lắng ở dưới đáy rồi nó phân hủy ha, làm hư nước, rất là dễ hư nước. Thành ra người ta tránh cho ăn cái bo bo chết là vậy, chủ yếu người ta cho ăn mà cho ăn bo bo sống thôi. Thôi rồi bây giờ thì mình sẽ chờ vài phút, mình sẽ chờ vài phút xong rồi mình sẽ rửa thêm vài nước nữa, rồi mình sẽ chờ vài phút xong rồi mình sẽ ấy nha bạn, mình sẽ cho cá mình ăn đó. Lúc đó là mình sẽ tiếp tục video nha. Rồi đây mình đã dời nó ra cái son bự hơn để mà mình cho nó lóng đó. Tới bây giờ thì mình sẽ vớt cái lớp mặt này, vớt những cái con bo bo sống lên nè bạn, vớt tụi nó đó, mình sẽ vớt tụi nó, vớt những con bo bo sống này cho cá ăn. Nhà để nó lên cặn tùm lum hết. Rồi thêm cái nữa là các bạn nên nhớ là bo bo nó kỵ muối nha, bo bo nó kỵ muối nha, chứ các bạn bỏ muối vô các bạn sát trùng nó là chết queo chân. Bo bo nó khá là kỵ muối. Mình ra cái hũ như vậy rồi đó, bắt đầu là mình đi cho cá ăn nha bạn. Bên kia thì mình đang hút nước ra, mình chuẩn bị hồ để mà mình cho tụi này, nhốt tụi này nè, đó hấp bê rác của mình. Bữa nay mình chưa cho tụi nó ăn đâu, chắc tầm ngày mai, bữa nay chưa cho ăn liền đâu. Kính cho tụi này ăn thì còn gì bằng, mà thật sự là vậy. Đó, mình quay sơ cho bạn xem cái view vậy thôi. Bầy này là bầy mái nè, jumbo mái. Để mình lại mình cho đàn coi cho các ăn cho bạn xem. Coi tụi này ăn chán lắm. Mình đang hút nước ra nè bạn, đang hút nước sát trùng ra nè, đang coi của mình nè. Sống như vậy là các bạn nên cho ăn buổi sáng nha, buổi chiều thì mình cho ăn cám lại cho dễ tiêu. Ăn mấy cái món mà tươi sống như vậy buổi chiều thì nó sẽ khó, tương đối khó là tiêu. Ăn đến cá là dễ, cũng khá là dễ bị sinh bụng. Mày không? Đó nè, mới mua cái ống nè, ta xài cái ống nhỏ xíu, mình mua cái ống chanh hành, thoải mái luôn. Tụi rồng này nó nước lên đỏ quá. Hôm bữa mình có bị bệnh cho mấy bài kia đó, còn dư tay tra mình bỏ vô đây mình ngừa luôn, nhưng mà nay nước lên đỏ quá. Cá thì hoàn toàn khỏe mạnh nha, không có bệnh hoạn gì đâu nha các bạn. Mình
mình dư thuốc á, bỏ uổng, mình mới bỏ vô mấy hồ là mình ngồi cho nó. Rồi vài ngày mình xả ra. Toàn bò bò thì hồ kính coi là mấy xiềng chứ. Mấy hồ này coi chán chết. Red. Lâu cho tụi nó ăn mặn bờ chứ thật chất ra là mình nuôi cá bằng cá mà sẵn đi có dịp á, đồ thấy có đồ mua cho tụi nó ăn cho nó lạ miệng, kích thích ăn cho tụi nó. Xem mình cho cái bài này ăn nào. Bài này ngon lành hơn mấy bài kia nhiều. Hết bệnh rồi là khỏe máu như trâu. Mình nó lành rồi, bạn thấy không? Cái đuôi nó lành rồi đó. Hồi nãy biết vậy mình cho bạn xem bài này ăn cô đẹp mắt hơn mấy bài kia nhiều. Cống nào quay to ấy rồi bơi như múa đây nè. Nhét cái răng đồng lắm. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo mình nha.